À, nên là hôm nay là ngày nghỉ của nhiều người ở Hoa Kỳ, tuy nhiên không phải là ngày nghỉ lớn. À, do đó thì những cái công sở tư nhân vẫn phải đi làm. À, những cái công sở mà thuộc chính phủ hay ngân hàng thì các nhân viên có thể được nghỉ. Đây là một cái ngày lễ khá quan trọng đối với người Hoa Kỳ, vinh danh một nhà tranh đấu về dân quyền của Hoa Kỳ. Các bạn, trong cái đề tài ngày hôm nay liên quan tới ngày lễ thì Phong chọn cái đề tài tương đối nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng có nhiều điểm mà để chúng ta có thể nói đến: bản quyền, ngôn ngữ và giáo dục. Đó là ba cái điểm chính trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay của Phong. Bây giờ nói về cái đề tài đầu tiên đi các bạn. Bản quyền. Như nhiều cái livestream trước Phong có nói với các bạn, nhưng mà cũng chỉ nói phớt qua chưa nói rõ. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu, được nói là đi đầu về cái vấn đề mà bảo vệ tác quyền, bản quyền, những cái phát minh trí tuệ của con người. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu từ nhiều chục năm nay, từ hàng chục năm nay rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà trong thời gian khoảng độ 10 năm trở lại đây thì vấn đề trở thành nghiêm trọng hơn, và Hoa Kỳ càng lúc càng quan trọng hóa vấn đề này một cách rất là rõ ràng ở trên các cái chính trường quốc tế. Tuy nhiên, để mà xét đến vấn đề định nghĩa của cái bản quyền, nó không phải dễ dàng. Mà cái quy định của bản quyền mà phía Hoa Kỳ họ đưa ra những cái công thức cũng không phải là dễ dàng. Các bạn biết là ở Hoa Kỳ, bất cứ một cái phát minh nào, dù nhỏ hay lớn, các bạn đăng ký cái bản quyền đó đều được hết. Và khi mà đăng ký thì các bạn phải chứng minh cái đó là thuộc về mình, thuộc về do mình phát minh ra, do mình sáng tạo ra. Còn nếu như các bạn dựa trên một cái sản phẩm có sẵn hay một cái gì đó có sẵn ngoài thị trường, các bạn cải biên lại, các bạn tái tạo lại cho nó phù hợp hơn, thì nó nằm qua một cái góc cạnh khác về nguyên thủy của bản quyền, và sau đó thì các bạn sẽ được đánh giá cái phần nào là của các bạn, cái phần sáng tác nào của các bạn ở phần đó mà thôi. Cái đó là cái mà phía Hoa Kỳ họ làm rất là rõ ràng trong cái vấn đề này. Sở dĩ tôi đưa cái đề tài này lên là trong mấy ngày hôm nay các bạn đã đọc được cái thông tin là ông được gọi là giáo sư tiến sĩ gì đó, tên Bùi Hiền ở Việt Nam, đăng ký bài viết về cải biên tiếng Việt của ông ta, và đã được nhanh chóng cục bản quyền của phía Việt Nam cấp cho ông ta một cái tấm giấy, mà cái tấm giấy đó được gọi là cái bằng cái một cái xác nhận là bản quyền thuộc quyền sở hữu của ông này. Các bạn, hai vấn đề được đặt ra trong cái việc này, đó là lý do tại sao tôi đưa cái đề tài này lên. Thứ nhất là phía Việt Nam có làm rõ cái cải biên của ông ta dựa trên cái gì hay không, dựa trên cái bộ chữ Việt đang có của cha Alexander, tức là Alexander Đắc Lộ, cách đây hơn 400 năm. Khi mà cha Alexander Đắc Lộ biên soạn ra toàn bộ cái bộ tiếng Việt bằng mẫu tự alphabet, thì rõ ràng là cái chuyện cải biên của ông Bùi Hiền là phải dựa trên cái sự sáng tạo này của cha Alexander và một số linh mục trong thời điểm đó. Vậy thì Cục Bản quyền Việt Nam có làm rõ điều này hay không? Và có ghi rõ điều này ở trong cái bản quyền của ông Bùi Hiền hay không? Đó là vấn đề thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là chúng ta quan tâm, và chúng ta mới nhìn thấy được cái sự yếu kém hay là một thực thi cái việc tôn trọng bản quyền một cách tuyệt đối. Và điều thứ hai trong cái vấn đề này là họ cấp cái bản quyền phát minh đó rất là nhanh chóng, cái bản quyền sáng tác đó rất là nhanh chóng cho ông Bùi Hiền so với những cái phát minh khác ở trên xã hội ở Việt Nam. Họ phải chờ đợi rất lâu rồi qua nhiều cái quá trình, ngược lại của ông Bùi Hiền thì rất là nhanh. Thì hai vấn đề này tôi đưa ra cho các bạn nhìn thấy là cái hệ thống được gọi là kiểm soát về bản quyền của Việt Nam, họ hành xử theo quy tắc nào? Họ hành xử theo quy tắc nào để có thể thuyết phục được mọi người khi cái ông Bùi Hiền đó thì được thông qua nhiều cái giai đoạn, không chỉ là vấn đề bản quyền không đâu,
thông qua rất là nhanh chóng mà không gặp bất cứ một cái trở ngại nào. Có thể là ông ta làm đúng theo cái luật của quy định của cục tác quyền đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng bên ngoài còn nhiều cái tác phẩm khác cũng bị cũng có những cái đúng những cái quy định đó mà họ vẫn còn phải chờ đợi, họ vẫn còn phải chờ đợi. Tôi có một cái so sánh tương đối thôi, tôi gọi là tương đối thôi. Khi mà một người, tôi là người làm phim, thì tôi lấy cái ví dụ của một nhà làm phim trong Việt Nam đi. Một nhà làm phim trong Việt Nam khi họ đăng ký bản quyền và sau đó họ ghi danh ở bên cái gọi là cái giấy phép để được thu hình cuốn phim đó trên cái kịch bản của họ đi, của sở và văn hóa và giáo dục thì phải, sở văn hóa và thông tin đúng không? Hai cái nó khác nhau xa lắm. Ông Bùi Hiền được cấp bản quyền một cách rất là suôn sẻ và không có một thắc mắc gì liên can đến cái của ông ta biên cải cả, không đặt vấn đề, không yêu cầu chỉnh sửa hay bất cứ một điều gì trong cái bài viết của ông ta về cải biên, cải tiến tiếng Việt. Trong khi đó ngược lại, những người làm phim khi họ viết ra một kịch bản lên đăng ký bản quyền thì họ đã bị yêu cầu phải sửa cái này sửa cái kia trên cái bản quyền gốc của họ. Khi sửa xong rồi họ lại phải đưa qua cho cái sở thông tin văn hóa du lịch gì đó để duyệt cái kịch bản của họ trước khi họ được cái giấy phép quay hình cái kịch bản đó. Khi vào trong đây một lần nữa họ lại bị chỉnh sửa, họ lại bị yêu cầu đục cái này bỏ cái kia, bẻ tay bẻ chân, rất là nhiều việc. Và nếu họ không đáp ứng nổi thì họ không được cấp giấy phép suôn sẻ giống như ông Bùi Hiền đã làm. Ở điểm này thì các bạn đã nhìn thấy vấn đề rồi. Và điều thứ hai, khi mà ông Bùi Hiền đưa ra bất cứ một cái thông tin gì đó thì toàn bộ báo chí trong Việt Nam đều đồng loạt đăng tin một cách rất là thoải mái và còn dành những cái ưu tiên phỏng vấn ông này điều kia rất là nhiều. Trong khi đó những người làm phim, những người làm điện ảnh khi mà họ có cái vấn đề về bản quyền hay đăng ký bản quyền đó, hoặc là họ đóng góp về một cái mảng nào trong cái văn hóa Việt đó, thì các bạn thấy là họ chờ đợi trong cái sự im lặng, không một ông báo chí nào soi mói tới cái việc làm của họ, trừ khi họ chủ động liên lạc với báo chí, nhờ báo chí viết bài vân vân và vân vân. Một số tờ báo thì họ coi đây là cái vấn đề thương mại và họ lấy tiền của những người này, họ coi đây là vấn đề quảng cáo thương mại vân vân, mặc dù công việc đó cũng là công việc đóng góp cho cái văn hóa của Việt Nam. Thì các bạn thấy rõ ràng cái sự đối xử rất là khác biệt giữa một ông tiến sĩ họ Bùi tốt nghiệp ở Trung Quốc, ở Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc và có cái thẻ đảng, nó khác với những người làm văn hóa khác mà không có hai điều này. Sự phân biệt đối xử đó thì các bạn sẽ nhìn thấy và đã nhìn thấy và vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Việt Nam. Vấn đề bản quyền của ông này được duyệt xét rất là nhanh chóng, không gặp bất cứ một trở ngại gì, không bị đặt vấn đề, không bị đưa lên thẩm vấn, trả lời những cái câu thẩm vấn đó đối với cái hội đồng duyệt xét cái bản quyền một cách công khai. Trong khi những người làm những ngành nghề khác, thậm chí là những bác nông dân chế tạo những cái máy móc này máy móc kia dựa trên cái cơ bản giống như Bùi Hiền, tức là dựa trên những cái gì có sẵn ngoài thị trường ở ngoài xã hội, họ cải biên lại, họ làm lại, thì không những họ không được khuyến khích để cấp cái bản quyền riêng cho cái phần của họ, ngược lại họ còn bị yêu cầu chấm dứt cái công việc của họ một cách trắng trợn. Các bạn, đó là sự khác biệt. Tôi cho các bạn thấy cái lối hành xử của cái gọi là cục bản quyền của Việt Nam. Đó là tôi chưa kể những cái chuyện trong quá khứ, những người mà nhân danh là bảo vệ bản quyền làm những cái trò rất là trẻ con, rất là rẻ tiền và rất là tiếng miền Nam tôi gọi là bựa, như ông gì, ông Phó Đức Phương, ông nhạc sĩ gì đó mà đi đòi tiền bản quyền chỗ này chỗ nọ. Các bạn, trong một cái xã hội văn minh, cái việc tôn trọng bản quyền ở Hoa Kỳ
được tôn trọng một cách tuyệt đối. Ở Hoa Kỳ là tuyệt đối. Các bạn làm gì làm không thể vi phạm bản quyền của người khác. Và khi các bạn vi phạm bản quyền thì cái người mà bị vi phạm đó họ có thể kiện các bạn, và các bạn có thể đối diện với cái sự phá sản nếu như các bạn vi phạm bản quyền. Và tất cả những vụ kiện đó hay là những cái tranh tụng về bản quyền nó thuộc về dân sự, nó không phải thuộc về hình sự. Ok các bạn. Trong khi đó ở Việt Nam thì cái ý nghĩa của bảo vệ tác quyền và bản quyền nó bị bẻ sang một cái ý nghĩa khác. Nó đặt nặng cái vấn đề quyền lợi về kinh tế vân vân, tức là anh dùng bản nhạc đó thì anh phải trả bao nhiêu tiền cho chúng tôi, thì chúng tôi là đại diện cho người nhạc sĩ ABCD. Cái cách hành xử đó nó làm cho cái người Việt Nam trở nên nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ trước con mắt của cộng đồng quốc tế. Trong khi ở cộng đồng quốc tế khi mà nói tới bản quyền thì họ clear rất rõ ràng, và họ có sự tôn trọng, họ có cái thước đo, họ có cái guideline, tức là họ có cái chính sách để mà giúp cho những người muốn sử dụng những tác phẩm đó biết liên lạc ở đâu, trả tiền như thế nào, ra sao, có quy định rất rõ ràng. Và nó làm cho người ta hiểu được cái vấn đề bản quyền nó được tôn trọng như thế nào đối với cái người sáng tác và đối với cái tác phẩm đó nó như thế nào. Còn trong Việt Nam thì nó được bẻ lái thành một cái hướng tôi gọi là hướng lệch lạc, đặt nặng cái vấn đề kinh tế, tức là cái vấn đề tài chính, đi đòi tiền vân vân. Thì các bạn đã nhìn thấy những cái chuyện này ở trong quá khứ đã xảy ra. Và bây giờ thì cái cục bản quyền đó lại cấp một cách rất là suôn sẻ cho một cái tác phẩm mà cái tác phẩm đó đã bị dư luận đánh giá là nó xúc phạm, nó xúc phạm rất nặng nề tới cái bộ chữ Việt alphabet mà cha Alexandros đã giúp cho người dân Việt Nam ở 400 năm trước. Với cái sự xúc phạm như vậy mà cục bản quyền không đặt vấn đề, không đặt vấn đề đối với lại cái bộ chữ Việt này mà còn cấp bản quyền nữa, thì các bạn đã nhìn thấy cái cách hành xử của những kẻ ở trong cái gọi là cục bản quyền đó như thế nào, và cái liên hệ của họ với những cái thành phần được xem là ưu đãi của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó là có Bùi Hiền. Bùi Hiền là một trong những thành phần được ưu đãi rất nhiều. Từ lúc tác phẩm của ông ta ra được báo chí nói rất nhiều, cho tới khi mà ông ta được phỏng vấn bởi đài truyền hình này, tờ báo kia, rồi cái việc mà ông ta đăng ký bản quyền, được cô cấp bản quyền một cách suôn sẻ, rồi bây giờ ông ta đụng tới truyện Kiều. Ông ta dùng truyện Kiều viết theo cái lối ngữ, ngôn ngữ mới của ông ta, cũng không bị đặt vấn đề. Cũng không bị đặt vấn đề. Các bạn thấy chưa? Đó là cái sự đối xử rất phân biệt của những kẻ ngoài đảng và những kẻ có thẻ đảng, nó khác nhau quá xa. Ok các bạn, đó là tôi nói về cái bản quyền. Rồi, phần thứ hai, mình nói về ngôn ngữ đi. Trong cái livestream trước, tôi đã có nhắc nhở các bạn rất nhiều về những cái ngôn ngữ cũ của ông bà để lại mà chúng ta dùng. Nó có cái mức độ sang trọng của nó, nó có cái vị trí của nó ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam. Giống như tôi nói, ngôn ngữ Việt Nam là nó có tổng hợp rất nhiều thứ, từ xuất phát từ cái phiên âm, từ tiếng Hán qua tiếng Việt, cái phiên âm thôi thì mình thường gọi là chữ nôm đó, để cho chúng ta dễ nói chuyện với nhau. Rồi có sự pha trộn của tiếng Indochine. Indochine tức là, ý tôi nói tới là cái Đông Dương, người Lào, người Thái, người Lào, người Campuchia, người Champa, thì nó có sự pha trộn này. Và sau này thì chúng ta lại có sự pha trộn của tiếng Latin, tức là tiếng Latino đó. Thì chúng ta, cái ngôn ngữ chúng ta có sự pha trộn ở những điểm này, nó ra một cái ngôn ngữ văn hóa Việt Nam rất là phong phú và có những cái chữ rất là sang. Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Nếu mà các bạn phải với tôi phải nói là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Chữ thứ nhất các bạn thấy rõ ràng đó là chữ, cái cụm từ đó là Hán Việt. Các bạn đâu bao giờ nói thứ một, đúng không? Các bạn phải dùng chữ thứ nhất. Thì các bạn đã thấy rằng có những điều chúng ta phải sử dụng cái ngôn ngữ mà
cũ nó chính xác hơn và nó sang hơn. Các bạn nghĩ đi, các bạn lấy cái chữ thứ nhất với thứ một, cái chữ nào nó sang hơn và nó dễ làm cho người ta dễ hiểu hơn, đúng không các bạn? Rồi cái thứ hai, tức là thứ nhì á, điều thứ nhì mà tôi muốn nói tới là những cái cụm từ mà tôi vẫn thường gọi là có cái màu sắc phiên âm từ tiếng Hán nhưng rất sang và được báo chí, được học trường ở miền Nam xưa kia chúng tôi dùng và tới ngày hôm nay chúng tôi vẫn dùng. Những cái chữ đó thì các bạn đã biết rồi và có nhiều bạn đã inbox yêu cầu tôi có một cái bảng khá dài để nhắc lại những cái chữ cũ mà đã bị bỏ quên một cách vô tình hay cố ý của những cái kẻ cầm quyền hiện nay. Là vì tại sao tôi gọi là những kẻ cầm quyền? Tại những kẻ cầm quyền là những kẻ kiểm soát ngành báo chí và ngành giáo dục. Và họ kiểm soát những ngành này thì không có họ thì làm sao những cái ngành này dám đăng những cái chữ cũ đó. Tới bây giờ các bạn thấy là những cái chữ cũ đó được sử dụng rất là sang trong những cái văn bản hay là trong những cái ngôn ngữ ở trên sân khấu. Chúng ta dùng rất là sang, rất là hay. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Họ không dùng. Báo chí không dùng. Giáo dục cũng không dùng. Và nó làm cho cái tiếng Việt chúng ta bị thui chột khá nhiều. Và mất dần đi những cái chữ đó. Như tôi đã nói, chúng ta phong phú hóa bằng cách là gạn lọc những cái chữ mới nhưng vẫn sử dụng những cái chữ cũ để cho con cháu, để cho những người thế hệ sau này biết được cái ý nghĩa của nó. Và khi chúng ta tiếp nhận những cái chữ mới thì phải được gạn lọc. Gạn lọc là những cái chữ mới đó có thích hợp hay không và ý nghĩa như thế nào, nó phải được phân tích cẩn thận cái ý nghĩa của nó rồi chúng ta mới đưa ra cái chữ mới. Không thể dùng những cái chữ mà gọi là tiếng lóng ở ngoài đường, ngoài phố, tiếng lóng ở ngoài dân gian rồi đưa vào đó xem đó là tiếng Việt. Các bạn, cái lối mà họ làm như vậy, họ đưa lên mặt báo chí, họ đưa vào trong giáo dục, ngay cả trong học đường bây giờ mà cô giáo đứng dạy cũng dùng những cái chữ tôi gọi là những cái chữ ở ngoài đường phố, những cái tiếng lóng, nó làm cho những cái đứa trẻ học sinh cứ nghĩ đó là ngôn ngữ Việt Nam một cách chính chính thức. Cái đó là cái điều nguy hiểm, tại vì nó sẽ làm thui chột tiếng Việt và nó làm cái hình ảnh của tiếng Việt nó bị dơ, nó không được sạch sẽ. Nó dơ là bởi vì những cái chữ đó tối nghĩa, không đủ nghĩa, là tiếng lóng mà làm sao đủ nghĩa được. Tiếng lóng chỉ một số người hiểu với nhau, rồi bây giờ mang lên trở thành một cái tiếng phổ thông mà cái ý nghĩa nó không được giải thích một cách rõ ràng thì tôi gọi đó là cái sự dơ bẩn của ngôn ngữ. Do đó từ từ thì cái ngôn ngữ đó nó làm cho cái tiếng Việt bị thui chột đi và các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều trên mặt báo chí của Việt Nam rồi trên mặt giáo dục, những cái sách giáo khoa nó dùng những cái chữ các bạn cảm thấy rằng các bạn không hiểu được mà họ coi đó là chữ mới, mà chữ mới đó lại không được giải thích một cách cặn kẽ rõ ràng, định nghĩa của nó như thế nào, nó xuất phát từ đâu, câu chuyện nó ra sao, mà chỉ khơi khơi đó là chữ mới thôi, nó không thuyết phục được người khác. Do đó cái chữ Việt Nam càng lúc càng bị thui chột và bị thay thế bởi những cái tiếng lóng của dân gian ngoài đường phố để đưa vào, nó làm cho cái ngôn ngữ Việt Nam càng lúc nó càng bị thui chột là như vậy. Ở bên ngoài này thì chúng tôi cố gắng để gìn giữ lại những cái chữ cũ đó để cho thế hệ sau, các cháu các em nó có học tiếng Việt nó vẫn hiểu được ý nghĩa của từng chữ dù là cái chữ đó đã phiên âm qua tiếng Việt như thế nào. Giống như tôi đã nói trong những cái livestream trước, đó là chữ những cái chữ được phiên âm từ cái bộ chữ Hán của Trung Quốc, của Trung Hoa nhưng không có nghĩa là nó là chữ của Trung Hoa. Bởi các bạn dùng những cái chữ đó thì người Hoa vẫn không có hiểu. Đó là cái chữ được phiên âm ra và được trân trọng và được được ông bà chúng ta gọi là gạn lọc lại và đúc kết lại thành những cái tinh túy cho chúng ta dùng sau này. Thì chúng ta cũng phải có cái nhiệm vụ là gìn giữ những cái đó, gạn lọc thêm nữa để truyền lại thế hệ sau. Không thể sử dụng những cái từ mà nó đưa ra một cách bất ngờ rồi báo chí nào cũng dùng rồi lâu ngày rồi các bạn đánh giá đó là chữ Việt, nó không đúng. Do đó cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng các bạn phải nhớ là lúc nào nó cũng có cái sự trang trọng và cái sự trang trọng đó nó phải được
gìn giữ một cách nghiêm túc, chứ không thể là hở một chút là đưa ra những cái chữ và tầm bậy tầm bạ ở trong dân gian, rồi sử dụng cụm chữ này ý nghĩa đó cho một cái từ khác để mô tả một cái sự việc, thì tôi cho rằng đó là một cái hành động phá ngôn ngữ. Phá ngôn ngữ, mà phá ngôn ngữ một cách trầm trọng, và nó đang xảy ra tại Việt Nam và càng lúc nó càng nhiều hơn. Mà những kẻ phá đó không phải chỉ là những người dân bình thường ở ngoài dân gian đâu, chính là những kẻ nằm trong bộ giáo dục, nằm trong cơ quan truyền thông báo chí của Việt Nam. Họ còn không hiểu được ý nghĩa của những cái chữ đó, họ còn không hiểu được ý nghĩa của những cái chữ cũ, mà họ vẫn cầm cân nảy mực, vẫn viết báo hàng ngày cho các bạn, là các bạn thấy cái nền giáo dục ở bên đó nó như thế nào. Ngôn ngữ là bản sắc của mỗi một dân tộc. Hủy hoại ngôn ngữ, làm thua chỗ ngôn ngữ, thì đó là một tội ác đối với một dân tộc, chứ không phải nó đơn giản là một kẻ chỉ làm thui chột không. Nó là một tội ác, tại vì nó hủy đi cái văn hóa của cả một dân tộc. Tại cái ngôn ngữ nó phản ảnh cái văn hóa của dân tộc đó từ thế hệ, nhiều thế hệ trước, từ cả ngàn năm trước, từ cả trăm năm trước, chứ nó không phải đơn giản chỉ là chúng tôi chỉ muốn cải cách vân vân và vân vân. Đó là tội ác các bạn. Ok, đó là tôi nói về ngôn ngữ. Vậy bây giờ mình nói về giáo dục đi. Như tôi đã nhiều lần nói với các bạn, cái hệ thống giáo dục của Việt Nam bế tắc. Những gì được gọi là thay đổi hiện nay, thực sự nó chỉ là một sự chấp vá. Một sự chấp vá, do đó cái trình độ chuyên môn của những người được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, khả năng chuyên môn bước ra ngoài mặt bằng quốc tế không bằng một cộng đồng khác, không bằng những cái quốc gia khác, từ Nhật Bản, Singapore, Malaysia hay là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Cái căn bản giáo dục đó là một nền giáo dục bế tắc. Do đó, bước ra ngoài, trình độ chuyên môn của những người tốt nghiệp tại Việt Nam không bằng những nơi mà tôi vừa nêu tên. Tại sao vậy các bạn? Tại vì cái hệ thống giáo dục đó nó bắt nguồn từ cái sự chấp vá của những kẻ cầm quyền trong quá khứ, không phải chỉ khi mà họ chiếm miền Nam đâu, mà từ lúc mà họ giật cái quyền hành từ chính phủ của ông Trần Trọng Kim năm 1945, rồi họ dựa trên cái giáo dục cũ của người Pháp, họ biên cải theo kiểu của họ, rồi nhiều năm rồi, 70 năm có rồi. Bây giờ quay lại thì họ vẫn sử dụng cái nền giáo dục mà họ cải biên thời điểm đó để tiếp tục áp dụng cho những cái thế hệ sau này. Bởi vì trong cái nền giáo dục đó nó còn áp đặt những cái ý tưởng về chính trị, những cái định hướng về chính trị, và họ không bỏ những điều đó, và họ gạt bỏ đi những cái gì mà họ cảm thấy là họ không đủ khả năng để hiểu được, rồi họ đem đó, cái điều đó họ áp dụng để dạy dỗ, để đưa vào học được, đưa vào ngành giáo dục. Các bạn, chính vì vậy mà cái nền giáo dục của Việt Nam đã bị bế tắc và đã thua kém so với cái mặt bằng chung ở những cái vùng quốc gia hay lãnh thổ mà tôi vừa nêu tên. Bây giờ một kỹ sư tốt nghiệp tại Việt Nam so với một kỹ sư tốt nghiệp tại Hàn Quốc, tại Hồng Kông, tại Đài Loan, thì các bạn nghĩ rằng những công ty Tây Phương như chúng tôi ở bên Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay Úc Châu như chúng tôi sẽ phải mướn ai nếu chúng tôi thẩm vấn những người này, nếu chúng tôi phỏng vấn những người này về trình độ chuyên môn? Chắc chắn là chúng tôi sẽ mướn người Hàn Quốc, người Đài Loan hay người Hồng Kông, chứ chúng tôi không mướn những kỹ sư tốt nghiệp tại Việt Nam. Vì lý do tại sao? Vì cái trình độ chuyên môn của họ quá yếu, quá yếu kém. Mà tại sao trình độ chuyên môn yếu kém vậy các bạn? Nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái nền giáo dục đó. Mà cái nền giáo dục đó nó lại xuất phát từ đâu vậy các bạn? Cái nền giáo dục đó nó xuất phát từ một cái thể chế tàn tật, một cái thể chế không minh bạch, không rõ ràng. Một thể chế như vậy thì làm sao có được một nền giáo dục tốt, đúng không các bạn? Vì vậy những gì mà các bạn nghe họ nói thay đổi ở trong nền giáo dục chuyện này chuyện kia, thật sự nó không phải là thay đổi, mà chỉ là sự chấp vá cho qua tru. Chứ nếu phải thay đổi, toàn bộ giáo dục đó phải được lật đổ và thay đổi toàn bộ.
mà khi thay đổi nền giáo dục thì có nghĩa là kẻ cầm quyền sẽ bị ảnh hưởng quyền lực, do đó họ không thay đổi được. Tại vì khi thay đổi giáo dục sẽ bỏ đi hết những cái định hướng không cần thiết để giáo dục con nít, để giáo dục các cháu từ tấm bé, giáo dục về nhân bản, giáo dục về cách ứng xử và giáo dục về cái tinh thần gia đình, nền móng xã hội, chứ không phải giáo dục theo một cái lý thuyết ngoại lai, cái gì gọi là Marxist Leninist hay là các Marx Engels, không cần thiết. Mấy cái đó không cần thiết. Mấy cái đó những người nào lớn lên họ muốn tìm hiểu, họ tự nguyện họ tìm hiểu, không cần phải áp đặt. Những cái mình giáo dục cho các cháu từ lúc bé là cái nền tảng của xã hội, mà trong đó nền tảng gia đình là quan trọng nhất. Bên cạnh đó là tạo kiến thức, kích thích cái sự sáng tạo cho con nít ngay từ trong học đường, thì cái nền giáo dục đó mới tốt. Mà muốn kích thích cái nền sáng tạo đó thì phải có cái văn hóa tranh biện, phản biện trong đó. Mà nếu mà muốn tranh biện, phản biện thì tất cả mọi đề tài liên quan tới xã hội, lịch sử đều được đưa lên tranh biện và phản biện. Và khi đưa lên những đề tài này thì rõ ràng nó sẽ phơi bày và nó lột trần những cái lịch sử mà những kẻ chiếm quyền lực bằng vũ khí, bằng súng đạn, bằng vũ lực sẽ bị lột trần ra. Họ sẽ phải phân tích tới tận nơi, tận chốn cái nào ác, cái nào thiện, cái nào đúng, cái nào sai. Nó sẽ được tranh biện, nó sẽ được cãi nhau một cách gay gắt để đưa ra những cái điểm cuối cùng. Và nhờ như vậy người ta mới tìm được những cái mấu chốt của vấn đề xã hội, và người ta sáng tạo những cái mới để thúc đẩy cái kiến thức của những người trẻ, những người trong xã hội. Mà nếu tranh luận tới mức đó thì đảng cầm quyền sẽ bị lột trần hết những cái sự giả dối của họ trong quá khứ, những cái tàn ác của họ trong quá khứ, và những cái che đậy của họ đối với người dân về những cái thể chế đối lập với họ, những cái tốt của những thể chế đó bị họ che đậy hết. Họ vẽ lên những cái thể chế đối lập với họ là những cái thể chế nào là ngụy quân, ngụy quyền, tàn ác, vân vân và vân vân. Nhưng nếu lịch sử, nếu bộ giáo, nếu mà trong cái ngành giáo dục cho phép tranh biện phản biện, người ta sẽ đem từng điểm lên và người ta đòi hỏi sự chứng minh những cái điểm nào là tốt, những điểm nào là xấu, điểm nào là tàn ác trong những cái của cả hai phía kẻ cầm quyền và những cái chính phủ đối lập đã bị họ đánh bật ra. Lúc đó thì quyền lực của họ sẽ bị lung lay, và đó là lý do tại sao họ không muốn thay đổi giáo dục mà họ chỉ chấp phá giáo dục. Và càng lúc thì cái nền giáo dục Việt Nam càng tệ hại. Bằng chứng rất là rõ ràng các bạn, việc dân Việt Nam đi ra nước ngoài chỉ làm ô sin, những cái nghề bằng bắp thịt, đi lau nhà, quét nhà cho người ta, hay là đi làm những công việc nặng nhọc thôi. Trong khi những lãnh thổ khác, Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, hàng năm như vậy họ xuất cảng những cái thành phần trí thức của họ qua những quốc gia khác làm việc. Con số không tưởng tượng được. Và nước Mỹ là cái nơi thu nhận rất nhiều những thành phần từ những nơi này. Tại vì trình độ giáo dục của họ cao và họ đáp ứng được cái chuyên môn, những cái chuyên môn đòi hỏi của những quốc gia như Hoa Kỳ, mà nhất là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu về ngành kỹ thuật sáng tạo. Và hàng năm như vậy họ mướn những nhân tài từ những quốc gia này chứ không phải từ Việt Nam. Tại Việt Nam làm gì có nhân tài? Cái bộ giáo dục như vậy thì làm Việt Nam làm gì có nhân tài các bạn? Do đó tại sao mà cái giáo dục Việt Nam nó bế tắc? Bế tắc hoàn toàn. Trong khi cũng là người Việt Nam, khi qua tới Mỹ này ăn học thì họ lại có một cái thân phận khác. Bây giờ các bạn vào trong những cái công ty nổi tiếng thế giới đi, tôi nói ngay cả từ ngành kỹ thuật như là ngành hardware đó, như là Intel, Blackmagic, InDesign, Adobe, đúng không? Hay là những cái ngành về mạng như là Google, Facebook, là những người Việt Nam được học hỏi tại Hoa Kỳ, được tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ làm trong đó. Các bạn có nhìn thấy những thành phần nào mà được mướn từ Việt Nam không các bạn? Hiếm lắm, cực hiếm, tôi gọi là cực hiếm, rất ít. Tại vì sao? Họ không qualify, họ không đủ cái khả năng chuyên môn. Trong khi các bạn vô đó đó, những sinh viên từ Singapore, từ Hồng Kông,
từ Malaysia, từ Đài Loan, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc được mời làm việc ở trong những công ty này rất là nhiều, hay là từ Ấn Độ được mời làm việc trong những công ty này rất là nhiều, từ những quốc gia gốc của họ, tại vì trình độ chuyên môn của họ đầy đủ khả năng và họ được giáo dục, và cái nền giáo dục đó cho họ cái khả năng chuyên môn tốt, do đó họ được mời làm việc tại Hoa Kỳ. Còn những người Việt mà làm trong đó hầu hết là công dân Hoa Kỳ, là những người Mỹ gốc Việt ở đây sinh sống và lớn lên trong cái nền giáo dục ở đây thôi. Do đó các bạn nhìn thấy tôi muốn nói rõ ba vấn đề: bản quyền, ngôn ngữ và giáo dục, để các bạn hiểu rõ hơn những gì mà các bạn đang có hiện nay. Các bạn, đó là cái câu chuyện ngày hôm nay gửi đến các bạn trong cái livestream 30 phút của tôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ ghi nhận những thông tin mà tôi chia sẻ, tìm hiểu thêm, đối chiếu, so sánh để các bạn hiểu rõ cái xã hội mình đang sống là như thế nào. Ok, mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn một cái livestream khác. Nên là hôm nay là ngày nghỉ của nhiều người ở Hoa Kỳ, tuy nhiên không phải là ngày nghỉ lớn, do đó thì những cái công sở tư nhân vẫn phải đi làm. Những cái công sở mà thuộc chính phủ hay ngân hàng thì các nhân viên có thể được nghỉ. Đây là một cái ngày lễ khá quan trọng đối với người Hoa Kỳ, vinh danh một nhà tranh đấu về dân quyền của Hoa Kỳ. Các bạn, trong cái đề tài ngày hôm nay liên quan tới ngày lễ thì Phong chọn cái đề tài tương đối nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng có nhiều điểm mà để chúng ta có thể nói đến: bản quyền, ngôn ngữ và giáo dục. Đó là ba cái điểm chính trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay của Phong. Bây giờ nói về cái đề tài đầu tiên đi các bạn: bản quyền. Như nhiều cái livestream trước Phong có nói với các bạn, nhưng mà cũng chỉ nói phớt qua chưa nói rõ, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu, được nói là đi đầu về cái vấn đề mà bảo vệ tác quyền, bản quyền, những cái phát minh trí tuệ của con người. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dẫn đầu từ nhiều chục năm nay, từ hàng chục năm nay rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà trong thời gian khoảng độ 10 năm trở lại đây thì vấn đề trở thành nghiêm trọng hơn, và Hoa Kỳ càng lúc càng quan trọng hóa vấn đề này một cách rất là rõ ràng ở trên các cái chính trường quốc tế. Tuy nhiên, để mà xét đến vấn đề định nghĩa của cái bản quyền, nó không phải dễ dàng. Mà cái quy định của bản quyền mà phía Hoa Kỳ họ đưa ra những cái công thức cũng không phải là dễ dàng. Các bạn biết là ở Hoa Kỳ, bất cứ một cái phát minh nào, dù nhỏ hay lớn, các bạn đăng ký cái bản quyền đó đều được hết. Và khi mà đăng ký thì các bạn phải chứng minh cái đó là thuộc về mình, thuộc về do mình phát minh ra, do mình sáng tạo ra. Còn nếu như các bạn dựa trên một cái sản phẩm có sẵn hay một cái gì đó có sẵn ngoài thị trường, các bạn cải biên lại, các bạn tái tạo lại cho nó phù hợp hơn, thì nó nằm qua một cái góc cạnh khác về nguyên thủy của bản quyền, và sau đó thì các bạn sẽ được đánh giá cái phần nào là của các bạn, cái phần sáng tác nào của các bạn ở phần đó mà thôi. Cái đó là cái mà phía Hoa Kỳ họ làm rất là rõ ràng trong cái vấn đề này. Sở dĩ tôi đưa cái đề tài này lên là trong mấy ngày hôm nay các bạn đã đọc được cái thông tin là ông được gọi là giáo sư tiến sĩ gì đó tên Bùi Hiền ở Việt Nam đăng ký bài viết về cải biên tiếng Việt của ông ta, và đã được nhanh chóng cục bản quyền của phía Việt Nam cấp cho ông ta một cái tấm giấy, mà cái tấm giấy đó được gọi là cái bằng một cái xác nhận là bản quyền thuộc quyền sở hữu của ông này. Các bạn, hai vấn đề được đặt ra trong cái việc này, đó là lý do tại sao tôi đưa cái đề tài này lên. Thứ nhất là phía Việt Nam có làm rõ cái cải biên của ông ta dựa trên cái gì hay không, dựa trên cái bộ chữ Việt đang có của cha Alexander, tức là Alexander Đắc Lộ, cách đây hơn 400 năm. Khi mà cha Alexander Đắc Lộ biên soạn ra toàn bộ cái bộ tiếng Việt bằng mẫu tự alphabet, thì rõ ràng là cái chuyện cải biên của ông Bùi Hiền là phải dựa trên cái sự sáng tạo này của cha Alexander và một số linh mục trong thời điểm đó. Vậy thì
Cục bản quyền Việt Nam có làm rõ điều này hay không? Và có ghi rõ điều này ở trong cái bản quyền của ông Bùi Hiền hay không? Đó là vấn đề thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là chúng ta quan tâm và chúng ta mới nhìn thấy được cái sự yếu kém hay là một thực thi cái việc tôn trọng bản quyền một cách tuyệt đối. Và điều thứ hai trong cái vấn đề này là họ cấp cái bản quyền phát minh đó rất là nhanh chóng. Cái bản quyền sáng tác đó rất là nhanh chóng cho ông Bùi Hiền so với những cái phát minh khác ở trên xã hội ở Việt Nam. Họ phải chờ đợi rất lâu rồi qua nhiều cái quá trình. Ngược lại của ông Bùi Hiền thì rất là nhanh. Thì hai vấn đề này tôi đưa ra cho các bạn nhìn thấy là cái hệ thống được gọi là kiểm soát về bản quyền của Việt Nam, họ hành xử theo quy tắc nào? Họ hành xử theo quy tắc nào để có thể thuyết phục được mọi người khi cái ông Bùi Hiền đó thì được thông qua nhiều cái giai đoạn, không chỉ là vấn đề bản quyền không đâu, được thông qua rất là nhanh chóng mà không gặp bất cứ một cái trở ngại nào. Có thể là ông ta làm đúng theo cái luật của quy định của cục tác quyền đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng bên ngoài còn nhiều cái tác phẩm khác cũng bị cũng có những cái đúng những cái quy định đó mà họ vẫn còn phải chờ đợi. Tôi có một cái so sánh tương đối thôi. Khi mà một người, tôi là người làm phim, thì tôi lấy cái ví dụ của một nhà làm phim trong Việt Nam đi. Một nhà làm phim trong Việt Nam khi họ đăng ký bản quyền và sau đó họ ghi danh ở bên cái gọi là cái giấy phép để được thu hình cuốn phim đó trên cái kịch bản của họ đi, của Sở Văn hóa và Thông tin, đúng không? Hai cái nó khác nhau xa lắm. Ông Bùi Hiền được cấp bản quyền một cách rất là suôn sẻ và không có một thắc mắc gì liên can đến cái của ông ta biên cải cả. Không đặt vấn đề, không yêu cầu chỉnh sửa hay bất cứ một điều gì trong cái bài viết của ông ta về cải tiến tiếng Việt. Trong khi đó ngược lại, những người làm phim khi họ viết ra một kịch bản lên đăng ký bản quyền thì họ đã bị yêu cầu phải sửa cái này sửa cái kia trên cái bản quyền gốc của họ. Khi sửa xong rồi họ lại phải đưa qua cho cái Sở Thông tin Văn hóa Du lịch gì đó để duyệt kịch bản của họ trước khi họ được cái giấy phép quay hình cái kịch bản đó. Khi vào trong đây một lần nữa họ lại bị chỉnh sửa, họ lại bị yêu cầu đục cái này bỏ cái kia, bẻ tay bẻ chân, rất là nhiều việc. Và nếu họ không đáp ứng nổi thì họ không được cấp giấy phép suôn sẻ giống như ông Bùi Hiền đã làm. Ở điểm này thì các bạn đã nhìn thấy vấn đề rồi. Và điều thứ hai, khi mà ông Bùi Hiền đưa ra bất cứ một cái thông tin gì đó thì toàn bộ báo chí trong Việt Nam đều đồng loạt đăng tin một cách rất là thoải mái và còn dành những cái ưu tiên phỏng vấn ông này điều này điều kia rất là nhiều. Trong khi đó những người làm phim, những người làm điện ảnh khi mà họ có cái vấn đề về bản quyền hay đăng ký bản quyền đó, hoặc là họ đóng góp về một cái mảng nào trong cái văn hóa Việt, thì các bạn thấy là họ chờ đợi trong cái sự im lặng. Không một ông báo chí nào soi mói tới cái việc làm của họ, trừ khi họ chủ động liên lạc với báo chí, nhờ báo chí viết bài vân vân và vân vân. Một số tờ báo thì họ coi đây là cái vấn đề thương mại và họ lấy tiền của những người này. Họ coi đây là vấn đề quảng cáo thương mại vân vân. Mặc dù công việc đó cũng là công việc đóng góp cho cái văn hóa của Việt Nam. Thì các bạn thấy rõ ràng cái sự đối xử rất là khác biệt giữa một ông tiến sĩ họ Bùi tốt nghiệp ở Trung Quốc, ở Đại học Bắc Kinh ở Trung Quốc và có cái thẻ đảng. Nó khác với những người làm văn hóa khác mà không có hai điều này. Sự phân biệt đối xử đó thì các bạn sẽ nhìn thấy và đã nhìn thấy và vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Việt Nam. Vấn đề bản quyền của ông này được duyệt xét rất là nhanh chóng, không gặp bất cứ một trở ngại gì, không bị đặt vấn đề, không bị đưa lên thẩm vấn
trả lời những cái câu thẩm vấn đó đối với cái hội đồng duyệt xét cái bản quyền một cách công khai. Trong khi những người làm những ngành nghề khác, thậm chí là những bác nông dân chế tạo những cái máy móc này, máy móc kia dựa trên cái cơ bản giống như Bùi Hiền, tức là dựa trên những cái gì có sẵn ngoài thị trường, ở ngoài xã hội, họ cải biên lại, họ làm lại, thì không những họ không được khuyến khích để cấp cái bản quyền riêng cho cái phần của họ, ngược lại họ còn bị yêu cầu chấm dứt cái công việc của họ một cách trắng trợn. Các bạn, đó là sự khác biệt. Tôi cho các bạn thấy cái lối hành xử của cái gọi là cục bản quyền của Việt Nam. Đó là tôi chưa kể những cái chuyện trong quá khứ, những người mà nhân danh là bảo vệ bản quyền làm những cái trò rất là trẻ con, rất là rẻ tiền và rất là, tiếng Việt Nam tôi gọi là bựa, như ông gì, ông Phó Đức Phương, ông nhạc sĩ gì đó mà đi đòi tiền bản quyền chỗ này chỗ nọ. Các bạn, trong một cái xã hội văn minh, cái việc tôn trọng bản quyền ở Hoa Kỳ được tôn trọng cách tuyệt đối. Ở Hoa Kỳ là tuyệt đối. Các bạn làm gì làm không thể vi phạm bản quyền của người khác. Và khi các bạn vi phạm bản quyền thì cái người mà bị vi phạm đó, họ có thể kiện các bạn và các bạn có thể đối diện với cái sự phá sản nếu như các bạn vi phạm bản quyền. Và tất cả những vụ kiện đó hay là những cái tranh tụng về bản quyền, nó thuộc về dân sự, nó không phải thuộc về hình sự. Ok các bạn. Trong khi đó, ở Việt Nam thì cái ý nghĩa của bảo vệ tác quyền và bản quyền nó bị bẻ sang một cái ý nghĩa khác. Nó đặt nặng cái vấn đề quyền lợi về kinh tế, vân vân. Tức là, ô, anh dùng bản nhạc đó thì anh phải trả bao nhiêu tiền cho chúng tôi, thì chúng tôi là đại diện cho người nhạc sĩ ABCD. Cái cách hành xử đó nó làm cho cái người Việt Nam trở nên nhỏ bé, hẹp hòi, ích kỷ trước con mắt của cộng đồng quốc tế. Trong khi ở cộng đồng quốc tế, khi mà nói tới bản quyền thì họ clear rất rõ ràng và họ có sự tôn trọng, họ có cái thước đo, họ có cái guideline, tức là họ có cái chính sách để mà giúp cho những người muốn sử dụng những tác phẩm đó biết liên lạc ở đâu, trả tiền như thế nào, ra sao, có quy định rất rõ ràng. Và nó làm cho người ta hiểu được cái vấn đề bản quyền nó được tôn trọng như thế nào đối với cái người sáng tác và đối với cái tác phẩm đó nó như thế nào. Còn trong Việt Nam thì nó được bẻ lái thành một cái hướng tôi gọi là hướng lệch lạc, đặt nặng cái vấn đề kinh tế, tức là cái vấn đề tài chính, đi đòi tiền vân vân. Thì các bạn đã nhìn thấy những cái chuyện này ở trong quá khứ đã xảy ra. Và bây giờ thì cái cục bản quyền đó lại cấp một cách rất là suôn sẻ cho một cái tác phẩm mà cái tác phẩm đó đã bị dư luận đánh giá là nó xúc phạm rất nặng nề tới cái bộ chữ Việt alphabet mà cha Alexandros đã giúp cho người dân dân Việt Nam ở 400 năm trước. Với cái sự xúc phạm như vậy mà cục bản quyền không đặt vấn đề đối với lại cái bộ chữ Việt này mà còn cấp bản quyền nữa, thì các bạn đã nhìn thấy cái cách hành xử của những kẻ ở trong cái gọi là cục bản quyền đó như thế nào, và cái liên hệ của họ với những cái thành phần được xem là ưu đãi của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó là có Bùi Hiền. Bùi Hiền là một trong những thành phần được ưu đãi rất nhiều. Từ lúc tác phẩm của ông ta ra được báo chí nói rất nhiều, cho tới khi mà ông ta được phỏng vấn bởi đài truyền hình này, tờ báo kia, rồi cái việc mà ông ta đăng ký bản quyền được cô cấp bản quyền một cách suôn sẻ, rồi bây giờ ông ta đụng tới truyện Kiều, ông ta dùng truyện Kiều viết theo cái lối ngữ ngôn ngữ mới của ông ta, cũng không bị đặt vấn đề. Các bạn thấy chưa, đó là cái sự đối xử rất phân biệt của những kẻ ngoài đảng và những kẻ có thẻ đảng, nó khác nhau quá xa. Ok các bạn, đó là tôi nói về cái bản quyền. Rồi, phần thứ hai, mình nói về ngôn ngữ đi. Trong cái livestream trước, tôi đã có nhắc nhở các bạn rất nhiều về những cái ngôn ngữ cũ con bà để lại mà chúng ta dùng. Nó có cái mức độ sang trọng của nó. Nó có cái vị trí của nó ở trong cái ngôn ngữ Việt Nam. Giống như tôi nói, ngôn ngữ Việt Nam
là nó có tổng hợp rất nhiều thứ, từ xuất phát từ cái phiên âm từ tiếng Hán qua tiếng Việt, cái phiên âm thôi thì mình thường gọi là chữ nôm đó, để cho chúng ta dễ nói chuyện với nhau. Rồi có sự pha trộn của tiếng Indochine. Indochine tức là, ý tôi nói tới là cái Đông Dương, người Lào, người Tha, ai người Lào, người Campuchia, người Chăm Pa, vân vân, thì nó có sự pha trộn này. Và sau này thì chúng ta lại có sự pha trộn của tiếng Latin, tức là tiếng Latino đó. Thì chúng ta, cái ngôn ngữ chúng ta có sự pha trộn ở những điểm này, nó ra một cái ngôn ngữ văn hóa Việt Nam rất là phong phú và có những cái chữ rất là sang. Tôi lấy một ví dụ thôi, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Nếu mà các bạn phải với tôi phải nói là thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, chữ thứ nhất các bạn thấy rõ ràng đó là chữ, cái cụm từ đó là Hán Việt, các bạn đâu có bao giờ nói thứ một đúng không, các bạn phải dùng chữ thứ nhất. Thì các bạn đã thấy rằng có những điều chúng ta phải sử dụng cái ngôn ngữ mà cũ nó chính xác hơn và nó sang hơn. Các bạn nghĩ đi, các bạn lấy cái chữ thứ nhất với thứ một, cái chữ nào nó sang hơn và nó dễ làm cho người ta dễ hiểu hơn, đúng không các bạn? Rồi cái thứ hai, tức là thứ nhì á, điều thứ nhì mà tôi muốn nói tới là những cái cụm từ mà tôi vẫn thường gọi là có cái màu sắc phiên âm từ tiếng Hán nhưng rất sang và được báo chí, được học trường ở miền Nam xưa kia chúng tôi dùng, và tới ngày hôm nay chúng tôi vẫn dùng những cái chữ đó. Thì các bạn đã biết rồi và có nhiều bạn đã inbox yêu cầu tôi có một cái bảng khá dài để nhắc lại những cái chữ cũ mà đã bị bỏ quên một cách vô tình hay cố ý của những cái kẻ cầm quyền hiện nay. Là vì tại sao tôi gọi là những kẻ cầm quyền? Tại những kẻ cầm quyền là những kẻ kiểm soát ngành báo chí và ngành giáo dục, và họ kiểm soát những ngành này thì không có họ thì làm sao những cái ngành này dám đăng những cái chữ cũ đó. Tới bây giờ các bạn thấy là những cái chữ cũ đó được sử dụng rất là sang trong những cái văn bản hay là trong những cái ngôn ngữ ở trên sân khấu, chúng ta dùng rất là sang, rất là hay. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Họ không dùng, báo chí không dùng, giáo dục cũng không dùng, và nó làm cho cái tiếng Việt chúng ta bị thui chột khá nhiều và mất dần đi những cái chữ đó. Như tôi, cái căn bản giáo dục đó là một nền giáo dục bế tắc. Do đó, bước ra ngoài, trình độ chuyên môn của những người tốt nghiệp tại Việt Nam không bằng những nơi mà tôi vừa nêu tên. Tại sao vậy các bạn? Tại vì cái hệ thống giáo dục đó nó bắt nguồn từ cái sự chấp vá của những kẻ cầm quyền trong quá khứ, không phải chỉ khi mà họ chiếm miền Nam đâu, mà từ lúc mà họ giật cái quyền hành từ chính phủ của ông Trần Trọng Kim năm 1945, rồi họ dựa trên cái giáo dục cũ của người Pháp, họ biên cải theo kiểu của họ rồi nhiều năm rồi, 70 năm có rồi. Bây giờ quay lại thì họ vẫn sử dụng cái nền giáo dục mà họ cải biên thời điểm đó để tiếp tục áp dụng cho những cái thế hệ sau này. Bởi vì trong cái nền giáo dục đó nó còn áp đặt những cái ý tưởng về chính trị, những cái định hướng về chính trị, và họ không bỏ những điều đó, và họ gạt bỏ đi những cái gì mà họ cảm thấy là họ không đủ khả năng để hiểu được, rồi họ đem đó cái điều đó họ áp dụng để dạy dỗ, để đưa vào học được, đưa vào ngành giáo dục. Các bạn, chính vì vậy mà cái nền giáo dục của Việt Nam đã bị bế tắc và đã thua kém so với cái mặt bằng chung ở những cái vùng quốc gia hay lãnh thổ mà tôi vừa nêu tên. Bây giờ một kỹ sư tốt nghiệp tại Việt Nam so với một kỹ sư tốt nghiệp tại Hàn Quốc, tại Hồng Kông, tại Đài Loan, thì các bạn nghĩ rằng những công ty Tây phương như chúng tôi ở bên Hoa Kỳ hay là Âu Châu hay Úc Châu như chúng tôi sẽ phải mướn ai nếu chúng tôi thẩm vấn những người này, nếu chúng tôi phỏng vấn những người này về trình độ chuyên môn? Chắc chắn là chúng tôi sẽ mướn người Hàn Quốc, người Đài Loan hay người Hồng Kông, chứ chúng tôi không mướn những kỹ sư tốt nghiệp tại Việt Nam. Vì lý do tại sao? Vì cái trình độ chuyên môn của họ quá yếu kém.
Mà tại sao trình độ chuyên môn yếu kém vậy các bạn? Nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái nền giáo dục đó. Mà cái nền giáo dục đó nó lại xuất phát từ đâu vậy các bạn? Cái nền giáo dục đó nó xuất phát từ một cái thể chế tàn tật. Một cái thể chế không minh bạch, không rõ ràng. Một thể chế như vậy thì làm sao có được một nền giáo dục tốt? Đúng không các bạn? Vì vậy, những gì mà các bạn nghe họ nói thay đổi ở trong nền giáo dục chuyện này chuyện kia, thật sự nó không phải là thay đổi, mà chỉ là sự chấp phá cho qua tru. Chứ nếu phải thay đổi, toàn bộ giáo dục đó phải được lật đổ và thay đổi toàn bộ. Mà khi thay đổi nền giáo dục thì có nghĩa là kẻ cầm quyền sẽ bị ảnh hưởng quyền lực, do đó họ không thay đổi được. Tại vì khi thay đổi giáo dục sẽ bỏ đi hết những cái định hướng không cần thiết để giáo dục con nít, để giáo dục các cháu từ tấm bé, giáo dục về nhân bản, giáo dục về cách ứng xử và giáo dục về cái tinh thần gia đình, nền móng xã hội. Chứ không phải giáo dục theo một cái lý thuyết ngoại lai. Cái gì gọi là Marxist Leninist hay là Karl Marx, Engels, không cần thiết. Mấy cái đó không cần thiết. Mấy cái đó những người nào lớn lên họ muốn tìm hiểu, họ tự nguyện họ tìm hiểu, không cần phải áp đặt. Những cái mình giáo dục cho các cháu từ lúc bé là cái nền tảng của xã hội, mà trong đó nền tảng gia đình là quan trọng nhất. Bên cạnh đó là tạo kiến thức, kích thích cái sự sáng tạo cho con nít ngay từ trong học đường, thì cái nền giáo dục đó mới tốt. Mà muốn kích thích cái nền sáng tạo đó thì phải có cái văn hóa tranh biện, phản biện trong đó. Mà nếu mà muốn tranh biện, phản biện thì tất cả mọi đề tài liên quan tới xã hội, lịch sử đều được đưa lên tranh biện và phản biện. Và khi đưa lên những đề tài này thì rõ ràng nó sẽ phơi bày và nó lột trần những cái lịch sử mà những kẻ chiếm quyền lực bằng vũ khí, bằng súng đạn, bằng vũ lực sẽ bị lột trần ra. Họ sẽ phải phân tích tới tận nơi, tận chốn cái nào ác, cái nào thiện, cái nào đúng, cái nào sai. Nó sẽ được tranh biện, nó sẽ được cãi nhau một cách gay gắt để đưa ra những cái điểm cuối cùng. Và nhờ như vậy người ta mới tìm được những cái mấu chốt của vấn đề xã hội, và người ta sáng tạo những cái mới để thúc đẩy cái kiến thức của những người trẻ, những người trong xã hội. Mà nếu tranh luận tới mức đó thì đảng cầm quyền sẽ bị lột trần hết những cái sự giả dối của họ trong quá khứ, những cái tàn ác của họ trong quá khứ, và những cái che đậy của họ đối với người dân về những cái thể chế đối lập với họ. Những cái tốt của những thể chế đó bị họ che đậy hết. Họ vẽ lên những cái thể chế đối lập với họ là những cái thể chế nào là ngụy quân, ngụy quyền, tàn ác, vân vân và vân vân. Nhưng nếu lịch sử, nếu mà trong cái ngành giáo dục cho phép tranh biện, phản biện, người ta sẽ đem từng điểm lên và người ta đòi hỏi sự chứng minh những điểm nào là tốt, những điểm nào là xấu, điểm nào là tàn ác trong những cái của cả hai phía. Kẻ cầm quyền đã nói chúng ta phong phú hóa bằng cách là gạn lọc những cái chữ mới nhưng vẫn sử dụng những cái chữ cũ để cho con cháu, để cho những người thế hệ sau này biết được ý nghĩa của nó. Và khi chúng ta tiếp nhận những cái chữ mới thì phải được gạn lọc. Gạn lọc là những cái chữ mới đó có thích hợp hay không và ý nghĩa như thế nào, nó phải được phân tích cẩn thận cái ý nghĩa của nó rồi chúng ta mới đưa ra cái chữ mới. Không thể dùng những cái chữ mà gọi là tiếng lóng ở ngoài đường, ngoài phố, tiếng lóng ở ngoài dân gian rồi đưa vào đó xem đó là tiếng Việt. Các bạn, cái lối mà họ làm như vậy, họ đưa lên mặt báo chí, họ đưa vào trong giáo dục, ngay cả trong học đường bây giờ mà cô giáo đứng dạy cũng dùng những cái chữ tôi gọi là những cái chữ ở ngoài đường phố, những cái tiếng lóng, nó làm cho người, những cái đứa trẻ học sinh cứ nghĩ đó là ngôn ngữ Việt Nam một cách chính thức. Cái đó là cái điều nguy hiểm, tại vì nó sẽ làm thui chột tiếng Việt và nó làm tiếng, cái hình ảnh của tiếng Việt nó bị dơ, nó không được sạch sẽ. Nó dơ là bởi vì những cái chữ đó tối nghĩa, không đủ nghĩa, là tiếng lóng mà. Làm sao đủ nghĩa được? Tiếng lóng chỉ một số người hiểu với nhau, rồi bây giờ mang lên trở thành cái tiếng phổ thông mà cái ý nghĩa nó không được giải thích một cách rõ ràng. Thì tôi gọi đó là cái sự dơ bẩn của ngôn ngữ. Do đó, từ từ, thì cái ngôn ngữ đó nó làm cho cái tiếng Việt bị thui chột đi. Và các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều trên mặt báo chí của Việt Nam, rồi trên mặt giáo dục,
những cái sách giáo khoa nó dùng những cái chữ các bạn cảm thấy rằng các bạn không hiểu được, mà họ coi đó là chữ mới, mà chữ mới đó lại không được giải thích một cách cặn kẽ rõ ràng, định nghĩa của nó như thế nào, nó xuất phát từ đâu, câu chuyện nó ra sao, mà chỉ khơi khơi đó là chữ mới thôi, nó không thuyết phục được người khác. Do đó cái chữ Việt Nam càng lúc càng bị thui chột và bị thay thế bởi những cái tiếng lóng của dân gian ngoài đường phố để đưa vào, nó làm cho cái ngôn ngữ Việt Nam càng lúc nó càng bị thui chột là như vậy. Ở bên ngoài này thì chúng tôi cố gắng để gìn giữ lại những cái chữ cũ đó, để cho thế hệ sau, các cháu, các em nó có học tiếng Việt, nó vẫn hiểu được ý nghĩa của từng chữ, dù là cái chữ đó đã phiên âm qua tiếng Việt như thế nào. Giống như tôi đã nói trong những cái livestream trước, đó là chữ những cái chữ được phiên âm từ cái bộ chữ Hán của Trung Quốc, của Trung Hoa, nhưng không có nghĩa là nó là chữ của Trung Hoa. Bởi vì các bạn dùng những cái chữ đó thì người Hoa vẫn không có hiểu. Đó là cái chữ được phiên âm ra và được trân trọng và được được ông bà chúng ta gọi là gạn lọc lại và đúc kết lại thành những cái tinh túy cho chúng ta dùng sau này. Thì chúng ta cũng phải có cái nhiệm vụ là gìn giữ những cái đó, gạn lọc thêm nữa để truyền lại cho thế hệ sau. Không thể sử dụng những cái từ mà nó đưa ra một cách bất ngờ, rồi báo chí nào cũng dùng, rồi lâu ngày rồi các bạn đánh giá đó là chữ Việt, nó không đúng. Do đó cái ngôn ngữ mà chúng ta dùng, các bạn phải nhớ là lúc nào nó cũng có cái sự trang trọng. Và cái sự trang trọng đó nó phải được gìn giữ một cách nghiêm túc, chứ không thể là hở một chút là đưa ra những cái chữ và tầm bậy tầm bạ ở trong dân gian, rồi sử dụng cụm chữ này ý nghĩa đó cho một cái từ khác để mô tả một cái sự việc. Thì tôi cho rằng đó là một cái hành động phá ngôn ngữ một cách trầm trọng, và nó đang xảy ra tại Việt Nam và càng lúc nó càng nhiều hơn. Mà những kẻ phá đó không phải chỉ là những người dân bình thường ở ngoài dân gian đâu, chính là những kẻ nằm trong bộ giáo dục, nằm trong cơ quan truyền thông báo chí của Việt Nam. Họ còn không hiểu được ý nghĩa của những cái chữ đó, họ còn không hiểu được ý nghĩa của những cái chữ cũ, mà họ vẫn cầm cân nảy mực, vẫn viết báo hàng ngày cho các bạn, là các bạn thấy cái nền giáo dục ở bên đó nó như thế nào. Ngôn ngữ là bản sắc của mỗi một dân tộc. Hủy hoại ngôn ngữ, làm thui chột ngôn ngữ, thì đó là một tội ác đối với một dân tộc, chứ không phải nó đơn giản là một kẻ chỉ làm thui chột không. Nó là một tội ác, tại vì nó hủy đi cái văn hóa của cả một dân tộc. Tại cái ngôn ngữ nó phản ảnh cái văn hóa của dân tộc đó từ thế hệ, nhiều thế hệ trước, từ cả ngàn năm trước, từ cả trăm năm trước, chứ nó không phải đơn giản chỉ là chúng tôi chỉ muốn cải cách vân vân và vân vân. Đó là tội ác các bạn. Ok, đó là tôi nói về ngôn ngữ. Vậy bây giờ mình nói về giáo dục đi. Như tôi đã nhiều lần nói với các bạn, cái hệ thống giáo dục của Việt Nam bế tắc. Những gì được gọi là thay đổi hiện nay, thực sự nó chỉ là một sự chấp vá. Một sự chấp vá, do đó cái trình độ chuyên môn của những người được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, khả năng chuyên môn bước ra ngoài mặt bằng quốc tế không bằng một cộng đồng khác, không bằng những cái quốc gia khác, từ Nhật Bản, Singapore, Malaysia hay là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.